Kính chào quý vị khán thính giả. Đấy. Thì không rõ là Korax tự tử hay bị giết, nhưng mà theo FBI đó, Steve Snyder là cánh tay phải của Korax, là người có lẽ đã nhận ra rằng rằng mình đang đối phó với một vụ lừa đảo, cho nên là đã quay ra bắn chết Korax rồi tự sát bằng chính khẩu súng đó. Cái tờ Vox.com ngày 19 tháng 4 năm 2018 thì phân vân. Họ nói rằng 25 năm sau cuộc vây hãm chi nhánh David của David Koresh thách thức định nghĩa của chúng ta về giáo phái. Câu chuyện về Waco cũng là câu chuyện về những bất đồng về tự do tôn giáo, các quyền và ranh giới của chính phủ liên bang và ý nghĩa của việc trở thành một tôn giáo hợp pháp. Thực ra họ cũng còn bàn thảo xem những cái việc họ thanh trừng như vậy là có đúng hay không. Một số trong số ít những người sống sót sau cuộc bao vây đã bày tỏ sự tức giận vì họ cảm thấy rằng cuộc bao vây đã loại bỏ nhân viên của Branch Davidians, miêu tả họ là nạn nhân hơn là những tín đồ. Trong cái cuốn sách Waco thì câu chuyện của một người sống sót, tác giả David Thibodeau viết, rất nhiều người David đã bị giới truyền thông biến thành ma quỷ. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải kể câu chuyện có thật về một nhóm người đang cố gắng sống theo niềm tin tôn giáo của họ và những lời dạy của một người đàn ông mà tất cả họ đều coi là được thần thánh truyền. Còn đây là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện giáo phái đa thê FLDS là Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Thì nhân vật chính của câu chuyện này là Warren Jeffs, thủ lãnh phái đa thê FLDS. Thì nói theo tiếng Việt có nghĩa là giáo hội cơ bản của Chúa Kitô, của các thánh ngày sau. Có khoảng từ 6.000 đến 10.000 tín đồ ở các thành phố như là Hilldale là Utah, Colorado City ở Arizona, El Dorado ở Texas, Westlife ở Colorado, Creston, Bountiful và Pringle ở South Dakota. Tổng hành dinh của ông ta đặt tại El Dorado, bang Texas. Đây, hình của Warren Jeff. Nói tên đầy đủ là Warren Steed Jeff. Ảnh chụp năm 2010. Warren Jeff có 87 người vợ. Trời ơi. Thì trong đó có 12 người dưới 16 tuổi, 12 người ở tuổi 14. Ông này á, có 56 đứa con, trong đó có 31 đứa con gái. Thì Warren, ông này tên là Warren nhé. Warren tuyên bố Thượng Đế cho ông biết là ông sẽ có 100 người vợ vào cuối năm 2006. Thân phụ của Warren là Rulon Jeff đã trở thành lãnh đạo của phái đa thê FLDS từ năm 1986. Tức là cha của ông này á, đã là lãnh đạo của cái phái đó từ năm 1986, và cái người cha của ông này á, đã có 19 hay là 20 người vợ rồi. Nhưng mà sau khi cái người cha ông này là Rulon Jeff năm 2002 đó, thì ông Warren ông lấy hết các người vợ của ông già ông, ngoại trừ hai người, vì hai người này đã trốn hoặc là từ chối. Mà cái người từ chối đó không có trốn đó, thì cái người đó ông bắt không có được lấy ai hết. Thì ông Warren ông lãnh đạo cái giáo phái FLDS và sắp xếp cái hôn nhân cho mỗi người, chỉ định ai làm vợ ai đàng hoàng hết, ai cũng phải nghe lời ông, người nào lấy ai ông sắp đặt hết. Vào tháng Giêng năm 2004 đó, thì ông Jeff này trục xuất một nhóm người 20 người đàn ông ra khỏi cộng đồng Salt Creek, bao gồm cả thị trưởng, và giao vợ con của họ cho những người đàn ông khác trong cộng đồng. Ông trục xuất cái đàn ông người ta rồi ông lấy vợ ông giao cho người khác hết rồi còn lại. Thì ông Warren Jeff với giống như những người tiền nhiệm của ông, tiếp tục nguyên lý cơ bản của FLDS và mọt mông rằng những người đàn ông chung thủy á phải tuân theo cái được gọi là học thuyết đa hôn để đạt sự tôn cao ở thế giới bên kia. Thì Warren Jeffs đã dạy cụ thể rằng một thành viên tận tụy của nhà thờ
phải có ít nhất 3 người vợ để được lên thiên đàng. Và đàn ông càng có nhiều vợ thì càng gần thiên đường. Từ năm 2005 thì Warren Jeff phải đối diện với những vụ kiện bao gồm những vụ lạm dụng tình dục cả những bé trai và bé gái vị thành niên. Đấy, đây là những cái bất thường, người có người ta tố ra thì chính phủ lập tức can thiệp và giải quyết ngay. Cho nên là hắn phải chạy trốn nhiều nơi khác nhau, luôn luôn có cảnh vệ vũ trang bảo vệ. Thì tháng 4 năm 2006 đó, Warren bị cảnh sát bang Utah truy nã về tội đồng phạm tội cưỡng hiếp một cô gái 14 tuổi. Ngày 28 tháng 8 năm 2006, thì cảnh sát công lộ đã chặn chiếc xe Cadillac Escalade trên xa lộ xuyên bang số 15 thuộc Clark County, phía bắc Las Vegas, bang Nevada. Lý do bị chặn lại là bảng số xe đọc không được. Thế là nhà tiên tri bị sổ khám, bị đưa ra xét xử tại tòa án St. George ở bang Utah. Ngày 25 tháng 9 năm 2007 thì bồi thẩm đoàn tuyên bố ông có tội về hai tội. Thứ nhất là lạm dụng tình dục trẻ em và tội hiếp dâm. Lãnh hai bản án tù chung thân và 20 năm tù giam. Ngày 28 tháng Giêng năm 2011 thì Jeff nhận thêm một án tù 20 năm nữa và 10.000 đồng đô la tiền phạt về tội tấn công tình dục trong trường hợp gia trọng. Mãi cho đến khi các tòa án ở Utah can thiệp, thì Jeff đã kiểm soát gần như toàn bộ đất đai ở thành phố ở Colorado. Arizona và Hilldale, Utah là một phần của quỹ tín thác nhà thờ có tên là Kế hoạch Nỗ lực Thống nhất, viết tắt là UEP. Mảnh đất này được ước tính trị giá hơn 100 triệu đô la. Tất cả các tài sản của UEP đã được hệ thống tòa án Utah quản lý để chờ các vụ kiện tụng tiếp theo. Thì đây là một trong một trang trại thuộc cộng đồng giáo phái FLDS ở El Dorado, Sledger County, Texas. Từ năm 2014 đã thuộc về tài sản của tiểu bang Texas. Thì sau cái vụ kiện này thì quyết định của tòa án vào tháng 11 năm 2012, phần lớn đất đai của UEP sẽ được bán cho những cái người sống ở trên đó. Đúng là hồi nãy là nói kể ba cái tôn giáo lạ, nhưng mà cái phần thứ tư này á, chúng tôi kể về những cái bắt bớ chính quyền bắt các giáo sĩ Kitô giáo vì họ phản đối những cái chính sách này sách kia, nhưng sách kia. Thành ra những sự bắt bớ các tu sĩ này không có kể họ là tu sĩ hay gì cả. Miễn là chống những chính sách của chính quyền, biểu tình, tạo đám đông biểu tình là họ bị bắt. Đây là một cái thí dụ về tự do tôn giáo cho chính quyền Việt Nam thấy là Mỹ nó làm tất cả những cái chuyện đó, và đó là gì? Họ xem như là họ làm đúng. Vì bởi vì tự do tôn giáo là chỉ những cái việc hành xử hành lễ nhà thờ thôi. Còn những việc mà đi ra ngoài đường, những chuyện chính trị ở ngoài là họ bất kể, họ không cần biết người đó là ai, linh mục, giám mục hay là gì, họ không có nể nang gì hết. Đó là một cái ví dụ cho chúng ta hiểu thế nào là tự do tôn giáo. Thì một ví dụ thứ nhất là năm 2011, giám mục cũng bị bắt trong các cuộc biểu tình chiếm phố Wall. Đó, quý vị thấy đây là một cái hình ảnh. Một cái giám mục tân giáo đã nghỉ hưu nằm trong số hơn 50 người biểu tình bị bắt trong cuộc biểu tình chiếm phố Wall ở New York vào năm 2011. Họ đã phá bỏ hàng rào trong cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát. Đấy, đụng độ với cảnh sát thì họ bị bắt, họ bị còng. Cái thí dụ thứ hai, năm 2014, các linh mục lao động, cái nhóm đó gọi là các linh mục lao động phục hồi cái giáo lý công bằng xã hội và hành động, như là ông linh mục này đây, một linh mục trẻ,
Ông bị bắt ngày 28 tháng 5 2014. Cảnh sát bắt giữ linh mục Andrew Switzer, một linh mục ở West Virginia và là con trai của những người khai thác than, trong một cuộc biểu tình của công nhân mỏ để giữ lại lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Đấy, thì ông này chỉ biểu tình để mà đòi lại cái lương cho những cái người công nhân. Mà ba của ông linh mục này là một cái người khai thác than, mỏ than. Thì các linh mục tiếp tục tập hợp cho các sự kiện đào tạo sáng kiến linh mục lao động kéo dài 2 ngày để phát triển mạng lưới và mời các linh mục trở nên gần gũi hơn với những người nam nữ thuộc tầng lớp lao động. Đấy, chính phủ không thích, chính phủ vẫn bắt như thường. Vi phạm luật là bắt. Là vì anh kêu gọi những người kêu gọi đòi lương thôi. Đấy, nhưng mà tập tụ đông người và kéo dài và chính phủ không thích thì chính phủ bắt. Đấy. Đấy, thì để cho quý vị thấy là đó là một cái sự, nếu mà đối với người Việt Nam mà mình làm như vậy đó là sẽ bị các tổ chức quốc tế hay là Mỹ lên án. Đây là trường hợp thí dụ thứ ba năm 2018, thì phản đối chính sách không khoan nhượng của chính quyền. Thì đây là cái hình ảnh quý vị thấy là có hơn 20 người, bao gồm một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo. À, quý vị thấy là ở đây rất là nhiều người, ở đây là những người lãnh đạo tôn giáo, ngồi có đứng có, đã bị bắt tại trung tâm thành phố Los Angeles hôm thứ ba trong cuộc biểu tình phản đối Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và các chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Đấy, ở đây là họ bắt, họ không cần biết quý vị là mặc áo gì, tu sĩ gì, không cần biết, cả nam lẫn nữ, quý vị thấy không? Phản đối chính quyền đó, phản đối cái Bộ Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đó. Bởi vậy nếu mà cơ quan theo dõi tôn giáo mà công bằng thì hãy nhìn vào những cái thí dụ của mình, của chính mình, của nước Mỹ này, xem mình có tôn trọng tự do tôn giáo hay không. Nhưng mà đối với Mỹ họ hiểu tự do tôn giáo là cái chuyện khác. Các anh ở nhà thờ, các anh hành lễ, các anh làm cái gì không ai can, không ai can dự hết. Nhưng mà các anh đi ra ngoài đường, các anh biểu tình chống chính phủ là anh bị tóm, anh bị trói, bất kể nam hay nữ, bất kể mặc áo tu sĩ nào nhé. Thì đám đông này hô lên là trẻ em ở lại còn session phải đi. Đấy, để chống ông. Tự vì trẻ em di dân đó, là họ bị tách rời ra khỏi cha mẹ một cách rất là tàn nhẫn, do đó là người ta biểu tình, người ta chống. Nhưng mà chính quyền Trump cho bắt hết. Thì sau các thí dụ đó thì chúng tôi có nhận xét như thế này. Chính phủ Hoa Kỳ luôn theo dõi các hoạt động của các nhóm tự xưng là tôn giáo. Việc theo dõi này không phải là việc riêng của chính quyền, mà thực ra là bất cứ người dân nào cũng có quyền gọi cảnh sát để báo cáo những hoạt động không bình thường của bất cứ nhóm người nào, dù đông hay là ít. Điều đáng ngạc nhiên là bất kể quyền tự do tôn giáo ở Mỹ cũng có rộng lớn bao nhiêu đi nữa, dù được giấy phép hay không thì các hoạt động không bình thường của bất cứ các nhóm người nào, tôn giáo hay không tôn giáo, đều được người dân theo dõi, một tập quán tự động của người dân Hoa Kỳ. Đây là một cái điểm son mà tôi khen là phản ứng tích cực và nhanh chóng của chính quyền đối với bất kỳ sự báo động nào của dân chúng, là một ưu điểm rất lớn trong cái ý thức giữ gìn an ninh trong xã hội Hoa Kỳ. Nhưng chủ ý ở đây là gì nếu không phải duy trì trật tự an ninh chung cho tất cả mọi người nơi có nhiều sắc dân, cũng như có nhiều thành phần tôn giáo, văn hóa khác nhau. Tất cả các nhóm sinh hoạt tôn giáo ở trên đây trong xứ Mỹ này đều bị tiêu diệt bằng bạo lực, không phải là vì điều gì khác hơn là có những lệch lạc ra khỏi tiêu chuẩn đạo đức chung của tập thể đa số xã hội Hoa Kỳ lưu truyền từ lúc lập quốc mới gần 250 năm trước. Trong giới hạn tương đối đó thì nền móng đạo đức ở đây phải được kể là không loạn luân, không được hành hạ đàn bà con nít, không được cướp của người, dù là lý do cống hiến cho niềm tin tôn giáo, không có tàn trữ vũ khí, không có gian lận tiền bạc. Đương nhiên điều cần và đủ là nạn nhân phải tố cáo
Đương nhiên là phải có nạn nhân tố cáo và sẽ có việc điều tra, nghiên cứu, thẩm định và quyết định của Quốc hội để nếu cần thì bạo lực để trấn áp nhóm gây tội ác, dù là họ tin rằng họ theo một niềm tin riêng. Trong nhiều trường hợp thì chống đối một chính sách nào đó của chính quyền, dù là giáo sĩ cũng vẫn bị còng tay như thường, như đã nói ở trên. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải chú ý là chính phủ Mỹ bắt bớ giáo sĩ một cách đương nhiên, tự nhiên, không có ai phê bình hết. Những chuyện như thế chưa bao giờ Hoa Kỳ bị lên án là đàn áp tôn giáo. Nhưng nếu xảy ra ở những nước như Việt Nam, thì Hoa Kỳ nhanh chóng cho vào danh sách đáng quan tâm. Mặc dù cái danh sách đó chỉ có để cho thành phần chống đối có chỗ để mà nói thôi, chứ nó không phải có một cái giá trị pháp lý nào cả. Người viết chỉ thiết tha, giới chính trị Mỹ nếu có muốn quan sát các hoạt động tôn giáo Việt Nam, cũng như nhiều nước Á Châu khác, thì cũng nên dùng cùng một thước đo như thế. Rất mong được như vậy. Và xin hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn quý vị lần sau.